chào quý bà con ha. Thì hôm nay mình quay lại vườn của chú Tư Hiền. Vườn này thì vườn móng thon, mình chăm sóc kỹ thuật từ lúc mà làm bông tới bây giờ ha. Hôm nay là vườn trái là 50 ngày tuổi. Trong cái tuần vừa gọi bà con thì cái tình trạng mà cũng trái là do đi đọt và sốc tiết, sốc nhiệt ha. Ở miền Tây xảy ra rất là mạnh luôn, đặc biệt là những vườn móng thon ha. Vì sáu thì nó hạn chế được phần nào. Trái cái này nè, trong vừa rồi từng vừa rồi á thì nó cũng rất mạnh luôn, là có những vườn mình đi á thì nó cũng muốn hết luôn. Thì để hạn chế cái tình trạng đó thì mình, một là mình phải xử lý cái đọt ha cho nó chuẩn chỉ, và hai á là mình phải là bổ sung thêm cái chuẩn bị lượng và kẽm cho cái hàng trái mình ha, kẽm với canxi. Thì vườn này thì mình cho phun là CMA cộng với multi-te định kỳ nè, nên cho mỗi trái cũng rất là xanh, không bị đỏ gai ha. Và lá vườn này thì còn rất là đẹp rồi con, nên nè, hở mình cho nhiều đọt nè, phun người cho lá định kỳ bằng thằng multi-te và CMA ha. Đặc biệt là CMA thì nó hạn chế là và người cho lá trong thời kỳ mang trái rất là tốt luôn. Bà con thấy là vườn còn xanh rất xanh rị luôn á. Đây cây khác ha. Đây. Mà trong cái giai đoạn trái 50 ngày nè, nói với móng thon á thì chúng ta không có dội mà đi 20 10 nha bà con. Cửa tiếp theo mình sẽ đi ba số tiếp ha. Bằng 60 ngày đổ lên thì mình mới cho hút trái bằng 20 10 và vẫn phun là CMA và multi-te cho trái ha. Trong cái hàng CMA thì nó có 10% chất sinh học để giảm thiểu được cái tình trạng mà nó bị sốc nhiệt và đổ trái ha. Đối với tất cả là trái non và trái già luôn. Quay gần cảnh trái, món trái rất là đẹp ha. Món thon là miền Tây này trái, món thon này cũng gọi là đẹp rồi đó. Đây cái bộ thuốc mình cho phun định kỳ của vườn này, đó là một tia Echa và Sima. Trong CMA này nè là kẽm 20% cộng với 10% chất kích thích sinh học thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là xịt chất cây, sốc tiết, sốc nhiệt cho nên nhiệt độ ngày và đêm ha. Và đặc biệt là mình phun bên lá trong thời kỳ mang trái thì nó sẽ giúp là già lá nhanh, mở lá đều và giảm thiểu tình trạng rụng trái. Multi-te này thì là nó đã chung vi lượng hàm lượng cao thì phun vô là giúp là xanh gai chắc cuốn, cung cấp vi lượng cho cây ha, là hạn chế cái tình trạng mà cũng đổ trái. Đối với dàn lá vườn này á thì mình cũng vẫn cho phun định kỳ cái hàng CMA và multi-te Echa cho trái và cho lá luôn. Lá thì khoảng là 15 đến 20 ngày thì mình cho phun cử ha. Và dàn lá vườn này cũng còn khá là đẹp á. Sao mặt bằng trong này cũng còn đẹp. Đợt trái đợt cũng vừa rồi thì vừa này vẫn có rụng nha bà con, nhưng mà nó rụng cũng ít chứ không nhiều, một cây là so một hai trái thôi. Đợt trái ăn cây cũng còn từ đủ dư mà chứ không có thiếu. Vẫn rất là đẹp ha. Rồi cảm ơn bà con nha, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye.